Hello anh Đăng. Hello chương trình. Chào mừng anh Đăng lại đến với thử thách Văn Mỹ ha. Ok, à, sẽ chọn thử thách nha. Rồi. Thử thách hôm nay của anh là trong thời gian ghi hình phần tự khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cơ hội khoác vai. Nếu không thực hiện được thử thách này thì phải bạn sẽ một đáng chắc chắn với người chứ còn lại là cái tiếp theo. Trời ơi, là một cái thử thách rất dễ, một buổi sáng thật là may mắn vì cái thử thách rất là dễ nhưng mọi người ai cũng được, thì thật ra khoác vai thì nhanh mà đúng không? Hãy chờ đợi nó thực hiện thử thách nha mọi người. Ok, thử thách là này easy quá. Dạ, trước khi mà em diễn tả từ khóa này ha, thì cho em tương tác về cái từ khóa hot boy bán son. Thì hot boy bán son á, là mình buôn bán, mình livestream á, thì em được biết á, mấy anh ngồi dưới đây á, cũng kinh doanh online trên mạng đúng không? Thì mình thử diễn tả một cái đoạn livestream ở trên mạng về một sản phẩm nào đó. Thì em biết là anh Tiền Văn Phát cũng kinh doanh online nè, anh Phi cũng kinh doanh online nè, hoặc là Jackie đi ha. Thì mấy anh có thể đứng lên diễn tả lại một đoạn livestream về một sản phẩm nào đó. Wow. Em ơi, anh ngồi đây, anh lên chở lên livestream luôn em. Dạ ok anh mời. Ok ok ok. Rất may là hôm nay Phát mang đồ nhà mình theo nha mọi người. Ok nha. Nhưng mà em quên đem cái quần mà em ấn tượng nhất trong chương trình, một quần em hết bán rồi, nên em đem những cái quần khác em livestream cho mọi người để em chuyên bán quần. Ok, bắt đầu nha. Rồi ok nha. 15 người xem nha. 20 người xem nha. Hello mọi người nha. Thì dạo đây tự nhiên chưa đi quay nhiều quá nên ít livestream mà. Kêu tên em với đi mọi anh người. Ơi. Hello Dương Minh Đăng nha. Chào em. Thì dạo đây tại vì chiều đi bận uống cà phê nên livestream sớm. Không anh ơi, quần em có mấy chục ngàn, mặc thử nó em cho anh luôn. Chứ em cũng không có cho mặc thử nha. Quần em chỉ 49k một cái thôi. Anh nha. Ơi, 50 ngàn được không anh? 50 ngàn ok luôn nha. Anh có ship không vậy anh? Mua nhiều thì anh ship. Nhưng mà phải anh ship nha. Ok, nhưng mà em mua nhiều nha. Giờ nào cũng được anh nha. Ok. Rồi. Chồng thích chồng mê là chồng không bao giờ theo vợ bé em nha. Ok lắm. Mặc nhưng mà thật ra cái livestream này rất là văn minh nha mọi người, hình như mà mình coi ở trên Facebook thì không có phải giống như vậy nha. Đúng không? Em hồi nãy em có nói là em rất là dở toán hả? Dạ. Nhưng mà em có biết tính anh không? Ơ trời gì vậy? Oh my god. Hình như trời ơi. Minamino hả? Nó nghe là tin. Ví dụ như là mấy cái bạn tập trước mà em thả như vậy á, anh cũng còn có thể chấp nhận được. Còn đây là một người bạn thân với em luôn á. Ủa? Ăn chung, ngủ chung. Đây là không phải thả thính nha. Có nghĩa là em đang hỏi là vợ tới nhưng mà có biết tính tình của em hay không, chứ em đâu có nói gì mục về tính của em thả tới thính. Câu đó là để làm không, em đang ơi, chỉ đang muốn chơi chữ thôi. Tin thả hay kệ tin đi, tin thích thì được rồi. Ủa làm gì bên? Ủa làm gì bên? Nè, chẳng qua là bên vậy để che giấu cái sự mà nổi bật của mình trong ngày hôm nay thôi đúng không Phi? Ủa đâu, anh có gì đâu nổi bật. Em ơi, xanh dương là màu phong thủy của em hả? Trời vậy sao anh bạn thủy? Tại vì em thủy đúng không? Dạ đúng rồi. Thủy tí. Trời ơi hay quá vậy. Dạ. Em là nước trong khe đúng không? Đúng khe. Rồi, giảng hạ thủy. Nhưng mà giảng hạ thủy hả? Giảng hạ thủy á. Nhưng mà cái này khe là chắc có đô thị rồi cho nên cái khe nó hơi rộng to tí nha. Em ơi. Không nha. Nước trong khe là một nước rất là trong và giống là nó hay bên quá tại bằng tuổi nè. Đúng rồi Khải cũng là cái mệnh đó. Giống là Phi. Đúng rồi. Không, nhưng mà đang anh nghĩ là Khải á. Giống như không, Đăng ơi thật, Khải là gu bạo lực. Có nghĩa là cái gu bạo lực đúng không? Thì ở đây hướng thiện tới để sửa cái nư của Khải đó.
Không, giống như Đăng nói, giống như là Đăng là mẹ đẻ của Khải gì đó. Không, Đăng có nẻo quá. Nẻo quá. Khải kêu Đăng bằng mẹ nha. Nẻo. Mẹ Khải chưa nẻo Khải như vậy luôn. Mẹ nói Khải không nghe. Không Khải nẻo ơi, quá. Đăng đang dạy là cho Khải thôi chứ không. Không nè, An từ từ, từ từ. Đăng ơi, An phải bên, An phải bên. Đây đây đây, để Đăng nói cho nghe. Nếu mà Đăng á không à. Không có già, Đăng còn trẻ nhưng mà trao dồi kiến thức lại cho Khải. Đúng rồi. Ủa ở đây người ta khoe mà. Đây đây, nhân dịp này để mẹ nói cho con nghe. Kệ. Không nè, nghe nè. Sao An? Bây giờ làm sao? Là ba của Khải chứ không phải là mẹ. Đây nè, nhìn đi, mẹ chỗ nào, giống nhau chỗ nào. Look at you and now look at me. Mẹ Khải rất là đẹp, đẹp không một cha này nè. Nhưng mà mẹ, mẹ ta cũng giống mẹ đó nè nha. Con gái, nè. Look at you, now look at me nè. Thấy không, thấy cọng dây chưa? Không có, gì. Một khung hình rất đáng yêu nha cả nhà. Đây, nhân dịp này xin phép tặng em cọng dây nha. Trời ơi, cưng quá bé ơi. Vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, hồi đó phụ tùng đồ giả ra nữa nè. Chơi gần gian kìa thấy không? Được chưa? Trời ơi. Quậy quá vậy. Trời ơi. Quậy quá vậy. Trời ơi. Trời ơi. Uống đông không bằng không bên mày. Em đen siêu mang tay kêu lấy. Em đen siêu sức khỏe kêu nhai. Cố lên nè. Chưa mà ta chưa vậy mà. Đã chỗ tối mà ăn vàng nha. Quá vậy, xong quá vậy. Qua nhanh nè anh Đăng. Lại qua đây, qua đây lại. Jupiter ăn vàng nha. Sao buổi sáng cái chương trình bắt tập thể dục luôn vậy mọi người. Hay đó, hay đây. Quá anh ơi. Ôi là trời. Mình cảm giác mình nghệ thuật lắm nha. Mà không biết sao giờ nhìn lên thấy giống toàn là búp bê bị thương. Tiên Kinh. Trời ơi, trời ơi. Chơi trò này thở như chó. Trời ơi, những lúc anh xài bước thần thái trên sân khấu đâu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, chưa, chưa nha. 4, 3, 2, 1, tỉnh xe. Trời thương quá. Thì cái là thử thách. Trò thử thách vô cùng dễ. Hy vọng là sẽ bắt được một thử thách khó hơn để giải quyết vấn đề cho mọi người xem nha. Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở đây trước mắt anh đây là cả thế giới.
gian vũ trụ hoàn mỹ.